Ván nào chơi Draven team á, ok. Thì thực ra thì con Draven thì một trong những món đồ bắt buộc phải có là cái đại bác. Nói chung là các bạn phải có đại bác thì nói chuyện. Cứ phải có đại bác liên thanh thì mới nói chuyện. Chứ còn không có đại bác thì cũng hơi khó để chơi, hơi khó. Chơi thì vẫn chơi được thôi nhưng mà hơi khó. Chào bạn Nguyên Nguyên nha, hello. Có nên dùng Varus không anh An ơi? Hiện tại thì Varus không phải là một con ngon. Trong cái dãy xạ thủ thì Varus nó thuộc khoảng tầm thang điểm 10 thì Varus sẽ được khoảng 3 điểm. Không ngon. Gần như nằm ở đáy xạ thủ. Các xạ thủ Varus nó, các bạn cứ hình dung nó giống như là một cái con phụ. Một con phụ trong một cái bộ chính. Các bạn cứ hình dung nó là một con phụ trong cái bộ chính chứ nó cũng không phải là một con có thể carry team. Nếu như các bạn chơi bộ Daemon thì các bạn cũng cần nó đấy, bạn cũng cần nó đấy. Các bạn có thể chơi nó là đam chính ở trong cái bộ Daemon nhưng mà tôi thấy là bộ Daemon bây giờ cũng không không thực sự là nổi bật lắm. Bây giờ bạn mới tập chơi, bạn hỏi tôi làm sao tôi nói một hai câu mà bạn biết chơi ngay được. Bạn cứ phải chơi thử và thua nhiều vào. Cứ chơi thử và thua nhiều vào là biết chơi hết. Cho thêm cái cung gỗ nữa thì ngon. Thú thật là cho thêm cái cung gỗ nữa là siêu ngon. Anh thức từ hôm qua tới giờ à? Tôi có ngủ 1-2 tiếng rồi. Mọi người vào nhớ để ý sao free nhớ tặng cho Mạnh An nha anh em ơi. Tặng sao free cho Mạnh An nha. Đồ. Ôi đéo có đồ rồi anh em ơi. Ăn lìn cả rổ rồi. Tôi đi đái một cái nha anh em, đợi tôi tí. Hy vọng đái xong bao nhiêu đồ. Má, chưa kịp cho cờ vào mà vẫn win này. Đỏ thế. Mẹ đi đái vào, chưa kịp cho cờ vào vẫn win anh em ạ. Tuyệt 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 tuyệt. Quá tuyệt, quá tuyệt. Tôi Kha'Zix 2 tôi còn chưa cho vào mà vẫn win này này.
sao máy em không chơi được. Bạn Thanh Bình, bạn thử tải lại game xem nào chứ, bạn hỏi tôi sao tôi biết được. Bạn hỏi một câu khó vậy sao tôi biết. Thằng này bộ giống hệt mình. Đánh assassin à mày? Để đánh assassin à hả? Nhiều khả năng là hay là bỏ mẹ cờ cho thua để còn đi chợ trước nhỉ. Như thế thì vô duyên quá, thật sự vô duyên. Thua rồi, thua rồi, thua rồi. Ơn giời là được thua rồi. Rồi ok. Xuống sâu sâu vào, cho người ta đi chợ trước đi. Tơ này quan trọng lắm, đi chợ trước rất là lợi, cực kỳ lợi luôn. Thằng này có vẻ biết chơi này. Thằng quạ này có vẻ biết chơi này. Hình như nó định đánh assassin. Tôi đang chưa hiểu bạn Đức Đức nói cái gì cả bạn ơi. Ôi để em cung gỗ ganh ơi. Mất cung gỗ rồi. Nhìn là biết mất cung gỗ rồi. Chó này. Ôi. Đành phải lấy cái thìa dùng tạm vậy. Hơi lởm. Hy vọng là cái tên quái này sẽ ra đồ mình cần, chứ còn bây giờ thì đồ này không đánh Draven được. Đồ này không đánh Draven được. Tôi cũng không có nhu cầu là muốn lên cái con Brom 2 lắm. À, có thằng đánh assassin rồi. Có một thằng đánh assassin rồi. Cho nhầm bộ này. Nhẽ phải để Kha'Zix ở bên trong. Nhầm nhò sát trông cho rồi này. Vãi lìn. Sói cầm huyết kiếm được đấy. Thiện lành đấy. Ban đầu thì cái quý tộc với xạ thủ rất là dễ ghép. Rất là dễ ghép. Thế nên anh em nên nghiên cứu cái kèo đấy. Thịt mà.
Thưa bạn Văn Hiếu, tôi được hai cái top 1 rồi nha, cảm ơn bạn. Xin các anh cho em một cái kiếm BF và một cái cung gỗ. Một kiếm BF và một cung gỗ. Tuyệt vời luôn. Độ. À, nước mắt à. Sao không phải là kiếm BF nhỉ? Cung gỗ. Thế thì phải up cấp rồi, tình hình này phải up cấp rồi, up cấp rồi, up cấp rồi. Thôi không cần up đội hình lên, cứ để đánh chay thế này đi. À, Draven, Draven, Draven. Giải giới. Giải giới. Giải giới thì hơi phí. Hơi phí một chút. Nước mắt. Thôi chưa lắp đồ, không cần lắp đồ vội. Cùng lắm là thua. Tôi đang phấn đấu thua này, tôi đang phấn đấu thua để tôi được đi chợ trước để tôi lấy những cái món đồ tôi cần thế này. Giải giới, đi mẹ đừng yên luôn. Đây ở cái vị trí gần áp cho ta đã ok này. Đừng xuống máu nữa, cứ thế này thôi là đẹp. Xuống sâu như hai bạn này thì căng quá. Làm sao mà vẫn cái tầm này máu mà vẫn có thể sinh tồn được. Đấy mới gọi là tốt. Ôi, đi mẹ gặp thằng này thì toang 6 cờ. Toàn cấp 2, 1, 2, 3, 4 con cấp 2, 5 con cấp 2. Còn lại còn băng tộc chứ. Toàn sâu rồi nha, con này toàn sâu hoắm luôn đây này. Chết, chết, sạch bách luôn. À, giết được một con. Hơi đau. Quả vừa rồi mất máu, hơi đau. Hero Feeder. Thằng này chả mấy chốc được mà toang sớm thôi. Đánh cái kiểu băng tộc gượng ép này kiểu gì cũng toang sớm thôi. Một con, hai con. Kiểu gì mình cũng lấy được một con. Ê, ê, ê. Tí thì mất.
Cấp thấp thì hay có con gì á? Nhiều lắm bạn ơi. Rất nhiều con cấp thấp. Bạn có thể vào cái trang mà tôi ghi mình kìa, bạn tìm hiểu tất cả mọi cái thông tin về cờ, về đồ, về mọi thứ cấp thấp, cấp cao đủ hết. Không thiếu một cái mẹ gì ở trong đấy cả. Ôi, bán máu nốt round này thôi nhá, bán máu nốt nốt round này thôi. Nhà bán máu ở đâu, đau lắm rồi. Bắn xa không? Bắn xa vãi nồi này. Lucian thì đang câu giờ với cả cái búp của quý tộc. Thắng rồi, thắng rồi. Nhiều khả năng là sẽ thắng. Ôi, thua rồi. Lucian bắn thêm một hit tức thôi, câu thêm một hit tức thôi là ăn tiền rồi. Hai ba, ui thằng này còn Raven để chơi rồi này. Mình đang chờ Raven ra mà nó ra nhanh thế. Thôi xong. Cày mũi nhé. Đây, đây là tên quyết định này. Đây là tên quyết định này. Thành bại tại kỹ năng đây này. Đây là tên thành bại tại kỹ năng đây này. Đây. Phải giết được mấy con chim này. À, phải giết mấy con sói này phải có đồ rồi. Kiếm BF đi. Cho em kiếm BF thôi. Cho em kiếm BF để em gánh gánh tem nào. Thậm chí là hai cái luôn đấy chứ. Đây rồi. Ui xô. Địt mẹ bước ngoặt trận đấu. Đây người ta gọi là bước ngoặt trận đấu rồi đây này. Đấy, hai cái thìa lắp vào được cái áo giáp. Cái áo giáp sẽ cho các bạn vứt thêm một con cờ free vào. Mà không cần phải lên cấp. Mà không cần phải lên cấp. Nhấn mạnh là không cần phải lên cấp. Tôi đang cấp 6 mà tôi dùng được 7 con cờ này. Cấp 6 và dùng được 7 con cờ này. Đó. May quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thế này cũng 7. Ai giải đầu thế? Darius xoay. Vỗ tay. Ăn tiền rồi anh em ơi. Lên cấp Ron Raven thôi. Raven ơi, em đừng trốn anh nữa. Hơ. Mẹ Raven chưa ra mà lại ra con nghiệt xúc này nhở.
Ý gì đây? Mid Fortune giờ này dùng không được. Thú thật giờ này mà mua Mid Fortune dùng là fail lắm luôn ý. Phải có đồ, con này phải có đồ mới khỏe, không thì phế như con chó ấy. Hiếp dâm tập thể. 3 xạ thủ, 4 xạ thủ à? Mua mẹ đi. Bán đi, chờ Draven ra, lắp luôn. Không đánh Tristana 3 đâu, ván này không đánh Tristana 3. Chắc chắn là không đánh Tristana 3. 1, 2, 3, 4. Đây, 4 con xạ thủ này. Đây là bản Việt Nam đây này, không tiếng Việt đấy à? Ô hay thật. Tiếng Việt to lù lù đấy, vẫn hỏi bản Việt Nam. Đây là Việt 100% đấy, có phải là Tây đâu. Lại tốt tốt rồi. Biết thế lên mẹ Tristana bà. Mình cứ ham 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 tiền. Đéo gì. Bắt đầu vào form rồi đấy, bắt đầu vào form rồi đấy. Úi giời ơi. 4 quý tộc. Nếu mà đã đánh Draven thì không đánh nhiều quý tộc được. Yếu quá. Rồi, tanh cho anh ném vài cái em ơi. Bè. Ôi giời ơi, yếu vai cả lìn. Đây. Đây cũng là một round quan trọng này.
quý tộc, 4 quý tộc. 1 2 3 4 quý tộc. Mất mẹ con này ra 5 quý tộc, mất con này vào là 6 quý tộc. Vẫn chơi mẹ lút cán luôn. Đồ đây. Nếu ra một cái đồ nào này anh em này. Bạc bịp à? Áo giáp cũng được. Ai chà chà. Nước mắt thì lại là hơi căng. Ván này tươi rồi đấy. Ván này bắt đầu ngon rồi đấy. Nhưng mà mỗi tôi đặt Draven 1 thì nó hơi đuối. Tôi đang thắc mắc là có thằng nào dùng Draven hay không. Chứ Draven 1 thì ném đuối lắm. Này ít ra phải đây Draven 2 như thằng này này. Bất tử. Trong khi bất tử. Láo lếu. Đéo gì không đâu. Draven thì đéo cho. Toàn rồi. Mẹ con cần ra thì éo ra mà toàn ra những con linh tinh rồi anh em ơi. Draven 1 là thua đấy nhá. Là không thắng ở đâu. Đi mẹ chết tôi rồi. Thôi xong. Raven 1 không đủ đam. Đánh đeo có lại. Nhìn mày ăn củ choáng nặng vai cả lòn. Hết cột mẹ nó tiền rồi. Địt cụ nó cay thật. Chết ăn rồi. À chà chà chà. Thì mẹ Raven 2 nhìn thèm muốn thế. Chí mạng kẹt gì mà có gần 300 đam, yếu vai. Đéo có được Raven mà bắt luôn. Ức trẻ thật. Rồi bắt con... Bắt tạm chú Yasuo về hành lạc vậy. Mới vẫn phải lắp 6 quý tộc mất. Bỏ bớt một con gì đó đi lắp 6 quý tộc vào. The dark should fear me. Thì mẹ hết Raven rồi à? Mẹ thằng nào cầm hết Raven của mình nhỉ?
mỗi một thằng đánh thôi mà. Mỗi thằng này đánh thôi mà lấy đâu ra lắm Raven, nó lấy sạch Raven của mình. 1 2 3 4 5. Này mới có 5. 5 assassin thì không sợ. 6 thì còn ghê ghê chứ 5 thì không nói chuyện. Đây rồi, một con. Con nữa nào. Con nữa nào. Giao điện, quên mất từ nãy giờ không lắp giao điện rồi đấy. Lắp giao điện cho Yasuo thì lại hơi tươi. Đó. Yasuo giao điện đấy, đừng có nói chuyện. Này. Raven 1 ném, đéo mất máu chúng nó. Ơi, nhưng mà có Yasuo gánh team nha. Thì lại Yasuo gánh team. Đó. An lại còn đứng ở bên cạnh. Lọt sàng cái xuống nia lo cái gì. Không có thằng này cái thằng khác gánh. Có làm cú tích tiền. Làm cú tích tiền để xem có nhân phẩm nó có bộc phát không nào. Bây giờ chỉ cần lên Draven 2 là nhất. Lên được Draven 2 nhất luôn. Không nói nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đi vẽ cái thằng Draven này mong nó chết sớm đi để mình còn hưởng sái mấy con của nó. À đây. Đây, ở đây có 4 con Draven rồi này. Ông cứt này 3 con nữa là 7 con. Thảo nào Draven nó cứ thiếu thiếu đi mẹ được trận đánh Draven thì. Ngon. Ô loại sẻng này ngon. Quá ngon. A à, quỷ. Draven. 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 Oh no. Đeo thì toàn lên những cái thứ vớ vẩn. Siêu sẻng. Nó hẳn phải làm được cái gì đó. Điên mà bảo bỏ Draven đi vớ vẩn. Dướn con Draven 2 là nhất rồi. Nó không ra round này thì nó ra round khác lo cái gì. Đấy. Yasuo có. Những ông nào chơi Yasuo thì biết. Chỉ cần Yasuo có cái giao điện là 20GG rồi. Đây, mấy thằng Draven chết rồi. Mẹ chúng mày. Chết bớt đi. Cho rộng đất. Chết bớt đi. Cho rộng đất. Đeo cờ Draven rồi. Còn mẹ chúng mày nhá. Thằng này còn 3 con. Thằng kia vừa chết rồi. Đéo rơi đi. Về cơ bản là thằng Assassin là tôi không thua rồi đấy. Về cơ bản là Assassin thì tôi không thua rồi. Chỉ có sợ là sợ thằng này tự dưng nó đột biến, nó hâm hâm lên thì nó đã thắng mình. Nó có Na này, nó có CC này. Rồi, may quá, hai con chết rồi. Cố lên các em, cố lên các em. Hay thế, cú lốc kìa. Đấy, nói chung là không thua. Draven 1 thì đã thắng bãi cứt rồi. Win rồi, win rồi, win rồi. Winter Soldier rồi. Đây đây. Trời ơi. Ui đây rồi. Lại được round đi chợ. Ngon 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 ngon. Nhìn thèm thế. Tôi phải khóa lại. Tôi phải khóa ngay lại.
Mẹ hy vọng anh này không làm điều gì đó đột biến. Anh này chắc là đột biến nó chỉ có thể đến từ con Blitzcrank thôi. Có Blitzcrank thì may ra đột biến, chứ còn anh này mà cầm cái đội hình thì mẹ cơ bản này thì không có cái gì là đột biến cả. Mẹ dồn đồ cho Z đã biết là không biết chơi rồi. Không ăn thua. Thằng này sai rồi, thằng này sai lòi rồi. Còn cái xẻng nào không? Còn một cái xẻng này, lớn nốt một cái xẻng cho nó trọn vẹn nghĩa tình nhỉ. Lấy nốt một cái xẻng cho nó trọn vẹn nghĩa tình cái. Game dễ quá rồi. Khóa rồi, tôi khóa rồi, anh em không nhìn thấy à? Vĩnh biệt. Giờ cho con gì vào cho nó vui thôi này, cho con. Hết chuyện để nói. Thêm một con Leona nữa cho nó hoành tạch choàng. Em bảo cái gì đấy Toàn ơi, em cứ bảo thôi. Nói tôi chơi trước một tháng là không đúng. Chính xác là tôi chơi trước hơn một tuần. Tôi chơi trước được một tuần. Chính xác là tôi chơi trước được một tuần. Có cái gì đâu, có ba game nhất thông thì có cái gì đâu mà các ông nói tôi hành gà. Mấy thằng kia cũng biết chơi đấy chứ có phải không đâu.